đính. Sau đó ta sẽ bấm vào file file để ta bấm luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã lưu trong cái link của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học. Rồi, mời bạn Thanh Vi sẽ điều hành. Rồi. Thầy sẽ trả màn hình lại cho bạn. Giờ thầy không có live, không có share màn hình nữa. Giờ tất cả các bạn hãy mở cái camera lên. Nhắc lại, chúng ta đang live stream trên Facebook và chúng ta đang lưu trên ổ đĩa cứng. Một chút học xong thầy sẽ gửi cho các bạn các link. Rồi, hành vi đã bắt đầu. Chúng ta học nhanh và chúng ta sẽ chọn đề thi cho ngày mai. Một lát một bạn sẽ đi mượn hội trường. Ngày mai bạn mượn hội trường lớn và thường là phải hai hội trường. Để tiện lợi nhất thì các bạn nên mượn bên răng dược. Răng dược 1, răng dược 2, răng dược 3 gì đó. Và các bạn mượn hai cái hội trường liền nhau. Vì chúng ta thi rất là đông, chúng ta tới 160. Do đó chúng ta phải hai hội trường mới đủ. Rồi, Thanh Vi nghe rõ không? Dạ, nghe. Bắt đầu điều hành hành đi. Thầy tổ trưởng chọn bộ đề thi chuẩn của mình. Để lát thầy sẽ đề nghị các bạn chọn cái nào thì các bạn gửi cho thầy. Rồi, ngày mai thầy sẽ cho một cái đề thi giống hệt như vậy. 50%. Rồi, bắt đầu đi. Dạ, hôm nay là đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về công suất chu sĩ. Xin mời bạn Trần Quang Toàn trình bày về. Dạ, thưa thầy và các bạn, em tên là Trần Quang Toàn, IBK46, hiện đang đi bệnh viện trường. Em xin trình bày về nội dung là huấn luyện viên Joachim Löw, người Đức, có hành động của ông có phải là công suất tu sĩ không? Thì vào trận mở màn Euro 2016 giữa đội tuyển Đức và Ukraine, huấn luyện viên Joachim Löw đã bị quay lại có hành động đưa tay vào quần gãi chỗ kín rồi đưa lên mũi ngửi. Vậy hành động của huấn luyện viên trên có phải là công suất tu sĩ không? Để tìm hiểu được thì chúng ta phải hiểu công suất tu sĩ là gì. Công suất tu sĩ được định nghĩa là ngắn gọn là làm cho người khác thấy hổ thẹn ở nơi công cộng, hay còn gọi là tội xúc phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng. Để cấu thành tội công suất tu sĩ phải kể đến 3 yếu tố. Thứ nhất là có sự kiện vật chất, phải có một cử chỉ, cử động khiến cho người khác thấy xấu hổ, sượng sùng, e thẹn khi trông thấy. Chẳng hạn như khi chúng ta vén quần lên đi tiểu, lộ vùng kín, hoặc quan hệ sinh lý ở nơi công cộng, cho người khác trông thấy. Thứ hai là tính công khai. Đây là yếu tố chính cấu thành tội công suất tu sĩ. Yếu tố công khai có thể được chứng tỏ qua sự kiện được xảy ra ở nơi qua lại, có thể trông thấy bởi người thứ ba. Và cuối cùng là ý định phạm tội. Ban đầu thì các tòa án cho rằng ý định phạm tội cũng là một yếu tố cần thiết cho cấu thành tội công suất tu sĩ. Nếu không có ý, cố ý làm người khác thấy và mắc cỡ thì sẽ không bị cấu thành tội. Rồi, giờ chúng ta dừng lại đây. Chúng ta hỏi hiện nay nhà nước của chúng ta đang bắt một cái người mẫu. Vậy ta hỏi người mẫu đó có phải bị bắt vì công suất tu sĩ hay không? À, ta mời bạn Phạm Thị Linh trình bày. Bạn Lâm Tú Hương chuẩn bị. Bạn Lâm Tú Hương chuẩn bị là hiện nay có rất là nhiều cái kênh TV công chiếu ở trên nước mình. Có thể là TV Cáp, có thể là TV Netflix, có thể là TV YouTube. Có rất nhiều cái cảnh sát công khai trên đó. Ta hỏi những cái phim đó có vi phạm luật công chức tu sĩ hay không. Cái cổ đông mà đã, không phải cổ đông mà là các cái đài đó đó, các cái chủ của đài đó đó, tức là những cái thuê bao của đài đó đó, có bị phạm tội không và có thể bị bắt hay không? Bạn Lâm Tuấn sẽ trả lời câu hỏi đó.
Còn bạn Phạm Thị Linh thì sẽ trả lời về cái câu người mẫu đã bị bắt, đang bị bắt và đang chuẩn bị xét xử. Ta hỏi cái cô đó có phải bị bắt vì công suất tu sĩ hay không. Rồi, trong khi bạn Phạm Thị Linh và bạn Lâm Tú Hương suy nghĩ thì chúng ta sẽ chuyển qua đề tài khác. Và bạn Thanh Vi nhớ là chút xíu quay trở lại để mời hai bạn nó trình bày. Rồi, mời Thanh Vi chuyển đề tài. Dạ, tiếp theo là trình bày về tôi sẽ là mời bạn Diệp Thanh Quý. Chào thầy và các bạn, em tên là Diệp Thanh Phú, em là lớp IAK46 đang đi bệnh viện trường. Sau đây em trình bày về TOCL. TOCL có nghĩa là tán sỏi bàng quang lớn qua niệu đạo bằng laser holmium. Lợi ích của nó so với tán sỏi bàng quang qua da là: thứ nhất, nó không đặt ống thông trên sưng mu; thứ hai là tỷ lệ biến chứng của nó ít hơn tiểu máu, như là tiểu máu, rồi khúc mạc, tổn thương bàng quang; thứ ba là chăm sóc bệnh nhân hàng ngày thì nó đỡ hơn là so với cái tán sỏi bàng quang qua da; cuối cùng là rút ống thông trong 24 giờ. Và dụng cụ của nó gồm là cái cầu bàng quang cái cầu laser kích thước 26, và cái hướng cái ống soi nó hướng 30 độ Bạn dừng và lại đi, có cá. bạn dừng lại đi. Trong cái video thầy gửi cho các bạn tới ba cái tán sỏi nội soi qua ngã niệu đạo lần, chứ không phải có một. Một còn hai cái nữa. Mời bạn Ngô Bảo Khang sẽ trình bày. Ngoài cái mà bạn vừa rồi đang trình bày, mời bạn Ngô Bảo Khang. Các bạn trình bày nhớ xưng tên lớp và đang bệnh viện đang thực hành. Thì thầy chờ xíu để em chuẩn bị nha thầy. Rồi, trong khi bạn Võ Khang chuẩn bị thì các bạn vừa rồi đó, trình bày tiếp đi. Cái video thầy gửi thì các bạn phải trình bày đủ chứ không có được cắt xén một chút, không có được. Cái video đó tới ba cái công nghệ lận. Một công nghệ là mechanical, một công nghệ là laser, và một công nghệ là bạn không có tả hết. Dạ thì em xin trình bày tiếp theo là dụng cụ gồm cái cầu laser là kích thước 26, tiếp theo là cái hướng ống soi là 30 độ, gồm cáp hoặc màn hình monitor, laser holmium công suất là 100W và cái Foley catheter. Thì tán sỏi thì bạn có thể làm vỡ cái viên sỏi đó thành nhiều mảnh nhỏ, và đây là cái thiết bị rất là đơn giản gọi là máy tán sỏi bằng khí nén, và sau đó mình có thể lấy hết sỏi ra. Cái đó là như Đó là phần trình bày. nhưng mà tiếp cái hồi nãy nói laser thì bây giờ anh đang nói là tiếp rồi, vậy còn cái quá trình mà bạn Võ Khang nói đó là mực khó rồi. Võ Khang chậm quá, mời Thanh Vy chuyển đề tài. Dạ, đề tài tiếp theo là trình bày về TURB, thì bạn Du Mỹ Nhi trình chào thầy và các bạn, em tên là Du Mỹ Nhi, lớp IB46, em đang đi thực tập tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Sau đây em xin trình bày về TURB. TURB hay là cắt bỏ tuyến tiền liệt qua niệu đạo, đây là một thủ tục phẫu thuật để loại bỏ mô thừa khỏi tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo, thường được sử dụng để điều trị căn bản tuyến tiền liệt lành tính, tình trạng tuyến tiền liệt suy đại và chặn niệu đạo, hoặc là không sai từ suy đại. Dừng lại, mời bạn khác trình bày. Bạn ấy mất quyền công dân. Có hai cơ quan các bạn không được xài từ suy đại, đó là tiền liệt tuyến và cái vú, không được xài từ suy đại. Được chưa? Bạn ấy mất quyền công dân, không được trình bày. Mời bạn Thanh Vy chuyển cái đề tài đó cho người khác trình bày. Trong thời gian chờ đợi người khác chuẩn bị thì chúng ta chuyển qua đề tài khác nữa. Bây giờ có thể mời lại bạn Lâm Tú Hương và bạn Phạm Thị Linh trả lời được rồi đó. Hôm qua thầy có giảng về cái sỏi bàng quang ở đa khoa ở bệnh viện trường.
Một chút xíu ta sẽ nhờ một trong bốn tổ trưởng của bệnh viện trường trả lời thêm, bổ sung thêm về các phương pháp TUCL mà thầy đã gửi video cho các bạn. Bốn tổ trưởng đó là Thủy Ngân, là Tiến Phát, là Phương Cương và Nguyễn Thư. Dạ, thầy có thể gọi bất kỳ ai trong bốn người đó. Hôm qua Phương Cương còn thiếu nợ một cái gì đó, hôm nay trả nợ được chưa? Thanh Vy. Dạ thầy ơi, em nhóm trưởng bên đa khoa thành phố á thầy ơi. Của Phương Cương đa khoa thành phố, xin lỗi. Dạ dạ. Bạn thiếu nợ hôm qua bên bệnh viện trường là ai vậy? Dạ, dạ em thầy ơi. Dương Ngọc. Xin lỗi Phương Cương, Dương Ngọc. Dương Ngọc hôm qua còn thiếu nợ, hôm nay phải trả nợ. Rồi, mời bạn Thanh Vy điều hành tiếp. Mời bạn Phạm Thị Linh và bạn Lâm Tú Hương chuẩn bị trả lời. Công suất tu sĩ. Dạ thầy ơi, em Ngô Bảo Khang của bệnh viện trường, em xin trả lời cái phương pháp tán sỏi cuối cùng nha thầy. Wow. Vậy rồi, phương pháp tán sỏi nội soi cơ học ngã đá niệu đạo thì này là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu sử dụng để loại bỏ sỏi bàng quang. Nó tương tự như laser tuốt nhưng thay thế vì sử dụng tia laser. Nó sử dụng một thiết bị cơ học để phân tán mảnh đá. Ưu điểm của phương pháp này là xâm lấn tối thiểu, mình không cần rạch da, nó giảm nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo, phục hồi nhanh hơn dẫn tới giảm thời gian nằm viện và bệnh nhân có thể hoạt động trở lại bình thường. Đối với những viên đá lớn hoặc cứng thì tác động cơ học có thể phân mảnh hiệu quả ngay cả những viên đá đối với những viên đá đó. Chi phí cho phương pháp này thì nó thấp hơn và rẻ hơn cả laser. Nhược điểm của phương pháp này thì bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu hơn là dùng laser, đặc biệt là trong lúc tán sỏi, nguy cơ chảy máu cao. Tác động cơ học có thể gây ra chảy máu nhiều hơn của laser, không phù hợp với tất cả các loại đá, có thể không phù hợp với những viên đá nhỏ hoặc là dễ vỡ. Không phải đâu, cái viên đá tròn quay như cái trứng cúc là nó cạp không được. Dạ, dạ. Nếu mà nó tròn quay như cái trứng cúc là nó sẽ chạy vòng 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 vòng, em không cách nào cạp được nó chứ. Dạ, nó không cố định. Trong trường hợp đó chúng ta phải sử dụng một phương pháp cố định nào đó, hoặc là chúng ta phải dùng laser bắn cho nó bể phần nữa đi. Vì sau đó chúng ta mới xài mechanical tiếp tục được. Dạ, dạ. Chúng ta hiểu được chưa? Còn nếu mà nó nhiễm trùng nó thì dễ. Dạ. Cạnh thì chúng ta cạp nó được, chúng ta cắn nó được, còn nó tròn quay như cái trứng cúc thì đâu làm gì được. Dạ, nó dễ chạy bạn lên. Cảm ơn bạn Ngô. Dạ. Dạ. Rồi, mời bạn Phạm Thị Linh. Dạ thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi là người mẫu Ngọc Trinh có phải là công suất tu sĩ hay không? Là đừng nói tên nha, chúng ta đang livestream trên Facebook nha. Dạ. Đừng nói tên. Dạ là một diễn viên nổi tiếng là mới bị bắt, có phải là công suất tu sĩ hay không? Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cáo trạng truy tố một diễn viên về tội gây rối trật tự công cộng theo khoảng 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Theo khung hình phạt này, mức án sẽ khoảng 2 tới 7 năm tù. Em xin trả lời là người mẫu này đã là một công suất tu sĩ do đã do bệnh nhân có 3 yếu tố cấu thành là sự kiện vật chất, là có cử chỉ cử động làm cho người khác xấu hổ, sừng sùng e thẹn khi trông thấy, là thực hiện các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Thứ hai là tính cách công khai, là hành động này đã quay video rồi được đăng lên mạng xã hội cho mọi người đều thấy. Thứ ba là có ý định phạm tội, là diễn viên này không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng đã chạy mô tô hiệu BMW dung tích xi lanh 999 cm khối, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao. Nên từ ba yếu tố trên nên em kết luận là diễn viên này là công suất tu sĩ. Em xin hết ạ. Thank you. Mọi người có thể đồng ý hoặc có thể không đồng ý, nhưng mà chúng ta không có ra đây. Dạ. Rồi, mời bạn Lâm Tú Hương. Dạ thưa thầy, em là Lâm Tú Hương, học lớp IF44, em đang đi thực tập ở khoa ngoại niệu của bệnh viện Đa khoa thành phố ạ.
Câu hỏi của em á là ở Việt Nam có rất là nhiều trang mạng trên các cái nền tảng chia sẻ những cái hình ảnh nhạy cảm, và những cái người mà đầu tư chia sẻ những cái trang web đó thì có được gọi là công xúc tu sĩ hay không? Thì thưa thầy, câu trả lời của em là có ạ. Tại vì do là cấu thành tội công xúc tu sĩ thì phải kể đến ba yếu tố là có sự kiện vật chất mang tính cách công khai và ý định phạm tội. Thì cái người mà đầu tư vào những cái web công khai đó thì là nó đã có ý định phạm tội, nên là em nghĩ là được cấu thành tội công xúc tu sĩ à. Nếu mà bạn nói đúng thì mai mốt mấy bạn sinh viên còn dám share phim sách nữa không? Nếu bạn Lâm Tú Hương nói đúng, ok, các bạn suy nghĩ nha. Như vậy ta, sau bài học hôm nay chúng ta thấy chúng ta quá dễ phạm tội, quá dễ. Các bạn chỉ cần một cú lích chuột thôi là các bạn đã có thể phạm tội, cực kỳ nguy hiểm. Rồi, mời bạn Thanh Vi tiếp tục điều hành. Dạ, mời bạn Võ Thị Minh Nguyệt sẽ trình bày tiếp về cái phần tối ưu rồi đây. Dạ, chào thầy và các bạn, em là Võ Thị Minh Nguyệt, em đưa ra bác sĩ khác đang đi lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Em sẽ trình bày về CORP. CORP cắt bỏ túi tiền người qua niệu đạo là một thủ tục phẫu thuật có thể loại bỏ mô thường khỏi túi tiền người qua niệu đạo, đó thường được sử dụng để điều trị tăng trưởng túi tiền người lành tính. Các bước hoạt động là gây mê. Bạn sẽ được gây mê càng thân và gây mê Không, tử sống thành kinh. cắt đốt nội soi đa số người ta gây tê, 99% gây tê, ít có ai gây mê, có nhưng mà ít lắm, hiếm lắm. Dạ là cái nội soi bàng quang, một ống mộng có camera, ống soi bàng quang được đưa vào niệu đạo để kiểm tra tiến trình niệu và bàng quang. Cắt bỏ một ống soi cắt đoạn một ống mộng có một vòng dây ở đầu được đưa vào niệu đạo, vòng lập được làm nóng bằng điện để cắt và loại bỏ mô tiến trình niệu dư thừa. Các mô sau đó được trả ra ngoài qua niệu đạo. Ống thông là một ống mỏng được đặt vào bàng quang để nó phát triển trong vài ngày. Sau phẫu thuật, lợi ích của CRP là cải thiện các triệu chứng tiết niệu, chẳng hạn như tiểu thường xuyên, khó bắt đầu đi tiểu, dòng nước yếu và bàng quang trống rỗng không đầy đủ, xâm lấn khó chịu và phục hồi nhanh hơn sau các phẫu thuật mở. Kết quả lâu dài với việc giảm triệu chứng lâu dài, rủi ro và biến chứng của CRP là chảy máu thường nhẹ và được kiểm soát trong quá trình phẫu thuật. Nhiễm trùng có thể được điều trị bằng vắc xin, rối loạn chức năng cương dương thường có thể được cải thiện bằng thuốc hoặc các phương pháp điều trị khác. Vắc xin nhuộm sinh dịch đi vào bàng quang hay vì ra ngoài dương vật. Dạ, còn thì bạn chưa hết ạ. Thank you. Mời bạn Hình Vi tiếp tục. Dạ, thầy và chủ đề hôm nay đến hết là bắt đầu gọi những chủ đề còn dư của ngày hôm qua. Bạn nói gì thầy nghe không được vậy chứ? Dạ, là tiếp theo là chủ đề ngày hôm qua còn thiếu nợ không thầy? Những cái này là còn thiếu nợ ngày hôm qua. Bạn Dương Ngọc đâu rồi? Hôm qua chúng ta còn một cái đề tài nữa là anh Trung lúc đi visit, anh Trung nói rằng cái ca đó, cái ca sỏi bàng quang của bệnh nhân nam 38 tuổi đó sẽ được tán sỏi bằng mechanical. Ta hỏi các bạn đa khoa bệnh viện trường là hôm nay bệnh nhân đó đã được tán chưa, hay là hôm qua đã tán chưa, hay hôm nay tán? Alo, bốn bạn tổ trưởng Y44 đâu rồi? Tiến Phát, bệnh nhân đó được tán chưa? Dạ thì ở sáng nay em không có đi bệnh phòng của bệnh nhân đó, em cũng không biết này. Vậy thì ai 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 biết bệnh nhân đó như thế nào? Không ai biết gì hết. Chúng ta có một lượng rất lớn sinh viên Y44 và 8 thì tới 9 bạn Y46 nữa, không ai biết gì hết.
Vậy thì làm sao các bạn sẽ được đề thi dễ ngày mai được? Cái đó đi lâm sàng là thầy đã nói chuyện rồi, ngay đầu giường rồi, anh Trung cũng đã giải thích rồi. Và thầy đã hôm nay thầy đã gửi tiếp cho các bạn một cái video về GCL rồi. Thế nhưng mà các bạn lại hoàn toàn không biết là bệnh nhân đó đã được tán chưa. Rồi làm sao để biết được? Bây giờ là 10 giờ 15. Các bạn có thể chạy vô bệnh phòng hỏi chứ được không? Thầy cho các bạn 5 phút để trả lời, nếu không được thì ngày mai đề thi rất khó, lúc đó các bạn đừng khóc tại Dạ thầy ơi, cho em hỏi là phải cái ca mà sỏi bàng quang không thầy? Bằng quang nam 38 tuổi. Dạ cái ca đó không phải phòng của em, nhưng mà hôm qua em có lên em coi em khám lại là bệnh nhân hôm qua là 2 giờ rưỡi là đã được làm thủ thuật xong rồi đó thầy. Dạ hôm nay còn thầy ơi, còn ở Và dự trong kiến ngày mai mới về. hôm qua thầy đã nói rằng trên khắp thế giới không ai có thể chẩn đoán được nguyên nhân gây sỏi bàng quang của ca đó. Như vậy thì hôm qua có anh nào, bác sĩ nào giải thích với em là bệnh nhân nó tại sao bị cục sỏi bàng quang nó không? Dạ không thầy, ông bấy bệnh phòng của em nữa. Thầy Hôm qua em nghe là em đi khám lại nữa. Dạ. rồi, cảm ơn các bạn. Được. Nhờ bạn Lâm Đức Phát, phải không? Dạ đúng ạ. Nhờ Dạ. bạn ấy cứu cho tất cả các bạn một cái đề thi ngày mai không khó. Do đó chiều ngày mai thi xong các bạn hãy cổng bạn ấy đi vòng nha. Kêu mọi người, mời bạn Thanh Vy tiếp tục. Dạ, làm trình bày tiếp về phần nitrogen trong bia của chị Phan Thị Lan Thanh ạ. Rồi chúng ta nghe bạn Lan Thanh trình bày về phytoestrogen trong bia. Và sau khi nghe đề tài này xong, gậy sắp lên mà các bạn còn dám uống được một ly bia là các bạn rất dũng cảm. Các bạn sẽ không còn cái chuyện cầm bia và cụng ly và la vô vô, la bể làng bể xóm như mỗi lần nữa đâu. Sau khi nghe xong cái video của ngày hôm nay. Rồi mời bạn Lan Thanh trình bày. Dạ thầy ơi, thầy có thấy em chia sẻ chưa thầy? Dạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phan Thị Lan Thanh, sinh viên ID khóa 44. Hôm nay mình sẽ trình bày về phytoestrogen trong mía. Phytoestrogen là gì? Là hợp chất có nguồn gốc thực vật có cấu trúc và tác dụng tương tự như hormone estrogen nữ. Có nhiều loại phytoestrogen khác nhau, trong đó hop hoa bia là loại thường được nhắc đến trong bia. Hoa bia chứa một lượng nhỏ phytoestrogen, chủ yếu là humulon và lupulon. Hàm lượng phytoestrogen trong bia tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại hoa bia, quy trình sản xuất và thời gian lưu trữ. Tác dụng của phytoestrogen trong bia đối với phụ số nghiên cứu cho thấy phytoestrogen trong bia có thể giúp giảm các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và thay đổi tâm trạng. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định hiệu quả và liều lượng phù hợp. Đối với nam giới, một số lo ngại cho rằng phytoestrogen trong bia có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố nam, dẫn đến các vấn đề như gynecomastia to ngực. Tuy nhiên, nghiên cứu trên người về vấn đề này còn hạn chế và chưa có bằng chứng thuyết phục. Những điều cần lưu ý: mặc dù bia có chứa phytoestrogen nhưng hàm lượng thường thấp và không gây hại cho sức khỏe nếu uống với lượng vừa phải. Liều lượng phytoestrogen an toàn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, tuổi tác và tình trạng sức khỏe.
nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bia như một nguồn bổ sung phytoestrogen, estrogen, đặc biệt nếu bạn đang có bệnh lý nền. Bia vẫn là một loại đồ uống có cồn nên uống điều độ và tránh lạm dụng. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại thực phẩm khác giàu phytoestrogen như đậu nành, đậu hũ, hạt lanh để bổ sung cho chế độ ăn uống của mình. Chúng ta không thấy bạn ấy trình bày những cái yếu tố. Dạ thưa. Dạ. Cho các hãng bia. Rồi, mời bạn Thanh Vy điều hành tiếp. Dạ, tiếp theo mời bạn Võ Trương Anh Thư sẽ trình bày về viêm bàng quang có nhiễm và viêm bàng quang không có nhiễm. Thưa thầy, em tên là Võ Trương Anh Thư, sinh viên của lớp IB46 đang đi khoa ngoại niệu bệnh viện trường. Sau đây thì em xin trình bày chủ đề là viêm bàng quang. Để tránh mất thời gian thì em sẽ trình bày hai nội dung chính là tác nhân gây bệnh và cơ chế bệnh sinh. Còn phần triệu chứng chẩn đoán và điều trị thì em sẽ gửi link cho các bạn và các anh chị tham khảo. Tài liệu mà em tham khảo trong quyển Harrison Principle of Internal Medicine Part 5 và Part 2. Section 135 của Bắc Nam và Section 51 của Bắc Nam. Thì khi nhắc đến viêm bàng quang, một tình trạng bệnh lý phổ biến của hệ tiết niệu, chúng ta thường nghĩ rằng đó là một căn bệnh do vi khuẩn gây ra. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu tất cả các ca bệnh viêm bàng quang có xuất phát từ vi khuẩn hay không? Bởi vì thực tế rõ ràng là vi khuẩn hoàn toàn là một nguyên nhân chính gây nhiễm trùng tiết niệu. Chúng ta có một số cách để phân loại bệnh viêm bàng quang tùy theo cái tiêu chí mà mình sử dụng, ví dụ như là theo mức độ nghiêm trọng, theo yếu tố nguy cơ vân vân. Trong chuyên đề này thì em sẽ trình bày cách chúng ta có thể phân loại viêm bàng quang theo nguyên nhân. Thì có hai phân loại, đó là viêm bàng quang do vi khuẩn và viêm bàng quang không do vi khuẩn. Viêm bàng quang do vi khuẩn là loại phổ biến do vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang từ niệu đạo hoặc ngược dòng. Còn viêm bàng quang không do vi khuẩn thì có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, chẳng hạn như kích ứng từ chất diệt tinh trùng, do ma sát tình dục hoặc là một số loại thuốc. Ở phân loại này thì đáng chú ý nhất có thể kể đó là viêm bàng quang kẽ. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về viêm bàng quang do vi khuẩn. Thứ nhất về căn nguyên, các tác nhân vi khuẩn gây bệnh thì rất là đa dạng, nhưng thường gặp nhất là vi khuẩn gram âm đường ruột đã di cư đến tiết niệu. Trong đó kể nhiều nhất là vi khuẩn E. coli chiếm 75-90%, tụ cầu ngoại sinh chiếm 5-15%, Klebsiella, Proteus, Enterococcus và Citrobacter cùng các tác nhân khác chiếm 5-10%. Vậy thì làm cách nào để vi khuẩn có thể xâm nhập vào bàng quang? Trong phần lớn các trường hợp nhiễm trùng thì vi khuẩn gây nhiễm trùng bằng cách là di chuyển từ niệu đạo đến bàng quang. Sau đó vi khuẩn có thể tiếp tục đi lên niệu quản và đến thận, và đó là con đường dẫn đến hầu hết các bệnh nhiễm trùng nhu mô thận. Tuy nhiên, do có vi khuẩn vào bàng quang không chắc chắn sẽ dẫn đến nhiễm trùng kéo dài và có triệu chứng, mà sự tương tác giữa vật chủ, mầm bệnh và các yếu tố môi trường sẽ quyết định là liệu sự xâm nhập đó có xảy ra triệu chứng hay không. Ví dụ, vi khuẩn thường xâm nhập vào bàng quang sau khi quan hệ tình dục, nhưng cơ thể chúng ta có cơ chế bài tiết và cơ chế bảo vệ vật chủ bẩm sinh trong bàng quang sẽ loại trừ những vi sinh vật này. Bất kể vật thể lạ nào trong đường tiết niệu, chẳng hạn như ống thông tiểu, sỏi, sẽ đều cung cấp được một bề mặt cho vi khuẩn xâm nhập. Đi tiểu bất thường và có lượng nước tiểu tồn dư cũng sẽ thúc đẩy nhiễm trùng. Nói một cách đơn giản hơn, bất cứ điều gì làm tăng khả năng vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang đều làm tăng nguy cơ mắc nhiễm trùng đường tiết niệu, trong đó có viêm bàng quang do vi khuẩn. Ngoài ra, vi khuẩn có thể xâm nhập vào đường tiết niệu qua đường máu, tuy nhiên thì lây lan qua đường máu chiếm nhỏ hơn 2% các trường hợp nhiễm trùng tiểu được ghi nhận, và thường là đi sau nhiễm khuẩn huyết do các vi sinh vật có độc lực tương đối mạnh gây ra, chẳng hạn như là Salmonella hoặc tụ cầu vàng.
theo là viêm bàng quang không do vi khuẩn. Viêm bàng quang không do vi khuẩn là tình trạng viêm có các triệu chứng tương tự như nhiễm trùng bàng quang điển hình nhưng không có sự hiện diện của vi khuẩn. Trong phân loại này, điển hình nhất chúng ta có bệnh interstitial cystitis, tạm gọi là viêm bàng quang kẽ, phổ biến hơn các trường hợp còn lại. Về nguyên nhân, có thể đến từ chất kích thích hóa học như xà phòng, chất diệt tinh trùng, thuốc thụt lửa và một số loại thuốc có thể kích ứng niêm mạc bàng quang. Thứ hai là các kích thước vật lý như là hoạt động tình dục thường xuyên, quần áo chật hoặc là sử dụng ống thông tiểu. Thứ ba là tình trạng bệnh lý như chúng ta vừa đề cập, có bệnh viêm bàng quang kẽ hay còn gọi là viêm bàng quang mãn tính, xạ trị và các bệnh lý của hệ thần kinh cũng có thể gây các triệu chứng giống viêm bàng quang. Cảm ơn thầy và các anh chị đã lắng nghe. Thank you. Cảm ơn bạn đã làm tốt. Chúng ta có thể xuất video bài của bạn cũng được. Rồi. Ta hỏi bạn Hinh Vi còn hết.